anh cái yếu tố mà anh quyết định tham gia đó là cái cảnh tình cảm của ông Tiều với lại bé Sinh. Thì thật sự ra khi mà đưa cái hình là mình sẽ làm việc với những cái bạn này, nhìn cái bạn Sinh cái mặt bạn mình thấy cưng quá, mình thấy có duyên quá. Tự nhiên mình nhìn hình thì mình thấy thương, mình nhìn hình mình thấy có cảm tình đó. Thế đâm ra cái mình nói trong cái kịch bản mà sửa bản final cuối cùng đó, thì có cái đoạn là ông Tiều ở trong tù với lại bé Sinh đó, mình nhìn cái cảnh đó trong đầu mình mường tượng ra cái cách diễn này kia cái nọ, mình thấy là ồ cái này nó hay quá, mình thích thích những cái kiểu diễn như vậy. Thật ra nó cũng là một trong những yếu tố mà anh nhận cái vai này, vì là nó đúng hơn là được sự động viên á của bà Trang kêu là anh phải thoát ra khỏi cái việc là cứ 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 thích làm những cái vai hài này kia đi, vì vì bản thân em thấy là anh diễn những cái vai tâm lý được, cho nên tội gì mà anh sao anh không thử anh làm hành động này kia đi. Nói là hành động anh cũng có đóng mà, nhưng mà không, cái hành động này là một cái nhân vật hoàn toàn khác, nó có vỏ này kia nữa luôn, mình sợ là mình làm không được, tại vì khán giả quen mình rồi, mình giờ mình đánh thậm chí mình múa thôi người ta cũng cười nữa. Bằng chứng là có rất nhiều khán giả nói là thật ra là bạn của em đi coi chung với em tụi nó khóc cái đoạn đó, nhưng mà sao em không hiểu sao em lại vẫn thấy anh mắc cười. Có rất nhiều bạn nhắn tin cá nhân luôn, em xin lỗi nhưng mà em vẫn thấy mắc cười anh Luật ơi, chắc là nó ám ảnh trong đầu em. Mình nói ok, mình có cái động lực để mà mình thay đổi. Cái sự khác biệt trong cảm xúc của cái dự án nhà mà nó thành công, mình vui gấp 5 gấp 6 lần cái dự án này, vì nó còn mang về kinh tế, nó còn mang về đủ thứ hết. Và thật ra đúng là mình nói, mà ai nói là ủa em làm cái phim này em lo không, nó mình không nói, nó mình không lo là vậy, nhưng mà cái lo của mình nó khác em, nó cái lo của một cái người bỏ mấy chục tỷ ra làm một cái dự án nó khác với cái lo của một cái người là mình tới mình làm đúng cái nhân vật này mình lấy tiền về. Em nói nếu như mà cái dự án này nó không thành công thì mình cũng chỉ là mình cũng là một cái nhân vật trong phim thôi, đúng không? Còn nếu mà mình bỏ tiền ra mà nó không thành công đó, mình thiệt hại rất là nhiều, cho nên khi nó thành công đó, mình mừng lắm. Thì cái dự án này cũng vậy, mình thấy là thật ra là mình thấy mình cũng lo cho nhà sản xuất, vì mình biết là cái kinh phí đầu tư của cái phim này rất là lớn. Mình nói là ở Việt Nam này chắc chỉ có mình nhà của HK là dám bỏ một cái số tiền lớn ra như vậy để làm một cái phim thôi. Thì mình rất mong là cái phim nó phải có lợi nhuận, đó là mình lo và mình mong như vậy thôi. Nhưng mà nó mà để mà khát khao cho họ để mà làm tất cả mọi thứ rồi thì nó không phải, tại vì đơn giản cuối cùng đi nữa nó không phải là dự án nhà mình đó. Cho nên là cái thành công của họ mình thấy vui đó, nhưng mà nó không vui bằng cái thành công mà ví dụ mà mình mà được thành công đó, chắc là tôi mà là người mà đầu tư phim này chắc là tôi đi trên mây không, chứ không có đứng dưới đất được, cứ nhảy tưng 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 suốt ngày luôn á, vui á. Chứ từ ngày đầu tiên mình đi làm mình đã khát khao, mình có một ngày thật ra tất cả những cái giải thưởng của anh em đồng nghiệp mình đều nhìn, mình đều mừng cho họ và mình đều ước mơ đó. Từ cái hồi xa xưa, từ cái hồi HTV Hồ tới, tới Mai Vàng, sau này tới Cánh Diều Vàng, tất cả mình đều muốn được mọi người, tại vì cái đó là cái giống như là những cái cột mốc ở trong cái cuộc đời làm nghề của mình. Nó không phải là một cái gì đó, thân cái giải thưởng nó không quá chi, nó không quá nhiều về tiền, nhưng mà nó là một cái giống như là một cái xương, cái cột mốc trong cái sự nghiệp của mình đó. Và không phải cá nhân của Luật đâu, mà Luật nghĩ là tất cả mọi người ai cũng đều ước mơ vậy. Không, thật ra thì anh không có chạnh lòng nha, vì là bởi anh nói đó, có nghĩa là mọi người mình giỏi đó nhưng mà chưa chắc mình được một cái vai hay, tại vì cái nhân vật đó là do đạo diễn chọn và do nó phải là của mình nữa. Còn mình chỉ biết cố gắng thôi, thì giống như là mình mua vé số thì mình mới có khả năng trúng, chứ còn mình ngồi ở chỗ mình thấy ai trúng số mình nói mình ước mình trúng số mà mình không mua vé số cho được, cho nên mình cứ phải làm, cứ phải vận động thì biết đâu đó sẽ có một cái vai nó thật là hợp với mình, đo đi đóng dài cho mình, và lúc đó phong độ của mình ở đạt ở cái điểm cao nhất thì mình sẽ chắc chắn là mình sẽ được. Mà lúc nào mình cũng có một cái niềm tin là một ngày nào đó mình sẽ làm được cái việc đó.